cái việc mà mang thai thì thực sự ra không có cái vấn đề gì mà chúng ta cản trở một cái người vừa tăng huyết áp vừa tiểu đường mà có thể mang thai. Cho nên là chính vì vậy á, là nếu như một cái người mà có tăng huyết áp, có tiểu đường, cái điều quan trọng nhất để trước khi cái người bệnh mà quyết định là cái việc là người ta sẽ có những cái thai kỳ để mà có con, thì cái người bệnh đó phải quản lý thật tốt về cái chỉ số tăng huyết áp cũng như là cái chỉ số đường huyết của người bệnh. Bởi vì khi mà một cái người có thai thì cái tình trạng tăng huyết áp cũng như là tình trạng tiểu đường nó là một cái yếu tố nguy cơ cho cái quá trình mà mang thai cũng như là trong cái quá trình chuyển dạ sinh con, và có thể ảnh hưởng lên kể cả cái em bé của chúng ta nữa. Tuy nhiên là cái người bệnh tăng huyết áp với đái tháo đường chắc chắn là người ta vẫn có thể mang thai được nếu như người ta kiểm soát được cái chỉ số huyết áp tốt, kiểm soát được chỉ số đường huyết tốt. Và một cái điều cần lưu ý hơn nữa là cái việc mà cái người bệnh mà đang có cái thai kỳ mà có cái điều trị tăng huyết áp với tiểu đường thì chúng ta sẽ có những cái chế độ điều trị thuốc nó không giống với cái giai đoạn mà người bệnh chưa mang thai. Chính vì vậy cho nên là nếu như mà chúng ta đang có dự định là sẽ có thai, hoặc là chúng ta có dấu hiệu nghi ngờ là đang mang thai, thì chúng ta nên báo với bác sĩ mà đang điều trị về cái huyết áp cũng như là đường huyết của chúng ta, là chúng ta những có cái nghi ngờ là đang có như vậy hoặc là mong muốn đang có như vậy, để bác sĩ điều chỉnh bằng những nhóm thuốc hợp lý nhất để không ảnh hưởng lên thai, để không ảnh hưởng lên em bé khi mà chúng ta sinh ra ở trong đời. Và chúng ta sẽ có một cái chế độ thăm khám về huyết áp cũng như là đường huyết cụ thể hơn khi mà người bệnh đang mang thai. Chúng ta sẽ có một cái chế độ riêng.